Hello mọi người, mình biết là trong cái mùa hậu Covid này nè thì vẫn có rất nhiều bạn phải ở nhà để làm mọi thứ và đặc biệt là quay video. Nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa có tiền để mà mua máy ảnh mà chỉ có mỗi cái điện thoại thôi. Bạn không có tripod hay là thậm chí là không có giá đỡ cho điện thoại luôn. Thì hôm nay mình sẽ có một vài cái hack để giúp bạn tận dụng những thứ có sẵn trong nhà để quay video mượt hơn và khiến cho nó thú vị hơn. Ok, bắt đầu thôi. Và cái hack đầu tiên đó chính là làm một cái tripod cho điện thoại của bạn. Những thứ bạn cần đó chính là một chai nước và một vài cọng dây thun. Nó có thể dùng để bạn quay những cái cảnh ngồi nói chuyện trước camera, hoặc là muốn quay vlog mà đỡ rung tay hơn, bạn có thể dễ dàng đặt được nó ở trên bàn hoặc là những mặt phẳng khác nhau để quay những góc tĩnh cho video của bạn mà không cần tốn tiền mua chân máy cho điện thoại. Cách để làm cái này thì vô cùng đơn giản luôn. Bạn sẽ lấy một hoặc hai cọng dây thun, sau đó luồn cái điện thoại của bạn vô, rồi đưa nó lại gần chai nước, rồi sau đó vòng cái dây thun ra phía sau. Vậy là xong rồi đó, bạn đã có cho mình một cái tripod của điện thoại cực kỳ đơn giản. Giờ thì bắt đầu xài nó thôi. Một cái tip nữa mà bạn có thể xài cho cái hack này đó chính là bạn có thể đeo một cái tách cho cái chai nước của bạn, rồi sau đó bạn có thể dễ dàng quay những cái góc di chuyển đường ngang mà vẫn cực kỳ mượt. Bây giờ sẽ tới cái hack thứ hai, mình sẽ làm một cái gimbal giá rẻ dành cho những góc di chuyển chuyển động. Bạn có thể quay được những góc khá là hay và lạ cho video của bạn nếu như bạn áp dụng được những cái tip khi mà quay của mình. Để làm được cái này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Bạn cần một cái móc áo và hai cọng dây thun. Đầu tiên, bạn sẽ cuộn đôi cọng dây thun lại tùy với cái độ giãn của cọng thun, rồi sau đó bạn sẽ đưa nó vào cái móc áo từ hai bên vô trong. Xong rồi bạn sẽ cho cái điện thoại của bạn vô ở giữa. Nhớ là căng sao cho cái móc nó không có che cái camera của bạn là được. Trong lúc quay cái video này thì mình bị một cái trường hợp, đó chính là cái dây thun của mình nó bị đứt. Thì một trong những cái thứ mà có thể thay thế cái này mà mình chắc chắn luôn là nhà bạn nào cũng có, đó chính là cái dây thun của cái khẩu trang của bạn. Bạn sẽ coi có cái khẩu trang nào mà bạn không dùng nữa thì hãy lấy nó ra rồi cắt cái cọng dây đó ra. Và đây là những cái góc quay mà bạn có thể sử dụng khi xài cái khung này: góc tilt up, tilt down. Bạn có thể dễ dàng treo nó ở những nơi khác nhau. Tracking shot, đi theo chủ thể. Những góc quay ở góc thấp, hay là những góc máy đứng lên, đứng xuống. Một điều nữa mà bạn cần lưu ý lúc quay những góc di chuyển đó chính là bạn sẽ muốn quay 60 frames per second, và lúc đi thì khuỵu cái đầu gối của bạn xuống để đi cho nó mượt. Người ta gọi đó là ninja walk. Các bạn có thể lên mạng và tìm hiểu thêm về cái này nha. Và cái hack cuối cùng là một thứ mà sẽ khiến cho video của bạn nó lạ và hay hơn rất là nhiều, vì nó có thể giúp cho bạn quay được những góc overhead giống như vậy để khiến cho video của bạn nó thú vị hơn. Cách làm đó chính là bạn sẽ muốn kiếm một chỗ nào đó mà có cái kệ bàn đủ cao, và bạn sẽ tiếp tục sử dụng cái móc đã có từ cái tip trước, rồi sau đó đặt nó lên bàn, chìm một nửa của cái móc ra ngoài, sau đó kiếm một đống sách cũ để đè lên cái móc và cho điện thoại của bạn lên rồi nằm xuống dưới bàn để quay. Vậy là bạn đã có một góc overhead hơi bị lạ rồi. Một cái ứng dụng khác mà bạn có thể làm với cái góc máy này đó chính là làm stop motion giống như vậy. Cái hiệu ứng này cực kỳ đơn giản mà lại giúp cho video của bạn nó khác biệt hoàn toàn. Mình đã sử dụng trong một vài video xin việc của mình và được rất nhiều người ta khen. Cách làm là bạn sẽ in hoặc là cắt ra một cái hình mà bạn muốn làm stop motion. Sau đó bạn sẽ dùng cái headphone, cái tai nghe của bạn rồi cắm vô điện thoại để dùng nó giống như một cái đồ bấm để chụp hình từng tấm một mà không sợ cái góc của bạn nó sẽ bị rung hay là bị lệch khung. Sau đó bạn chỉ cần chụp một tấm hình và rồi di chuyển nó một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó lại chụp một tấm hình từng tấm một. Sau khi chụp xong hết á thì bạn có thể quăng cái nùi hình nó vô cái phần mềm chỉnh sửa video của bạn và để nó lại với nhau là được. Và nếu như bạn cảm thấy là ba cái tip vừa rồi của mình nó khá hay và nó thú vị thì đừng quên ấn cái nút like, rồi sau đó subscribe ở kênh này của mình, vì đây là nơi mà mình sẽ làm ra nhiều video kiểu dạng giống như vậy nữa để giúp cho các bạn trên con đường làm video của các bạn. Vậy nha, còn bây giờ thì mình sẽ phải